Trong năm qua, Hội nông dân tỉnh Long An đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hội viên khó khăn, thiếu vốn để phát triển kinh tế. Trong năm 2022, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã quản lý trên 1.495 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ thác, với gần 840 tổ trên 37.000 hộ dài. Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ vốn tư liệu sản xuất, qua đó giúp hàng chục ngàn hội viên được tiếp cận sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Thì được hỗ trợ 50 triệu thì cũng được phần nửa số tiền à làm vườn đó thì cũng, cũng, đỡ luôn. thôi chứ ngoài là 10% đó cái nhà chính sách thì không phải để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội phát huy được hiệu quả, hội nông dân các cấp trong tỉnh Long An sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp và thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng các đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích.